Nhiều nghiên cứu đã ghi nhận các lợi ích sức khỏe của chạy bộ đối với việc giảm nguy cơ tử vong do đau tim, đột quỵ và các bệnh mãn tính khác. Theo một nghiên cứu được công bố năm 2019 trên tạp chí y khoa British Journal of Sports Medicine đã nhận thấy chạy bộ dù chỉ trong vài phút mỗi ngày cũng giúp giảm nguy cơ tử vong sớm. Ngay cả chạy khoảng 7 cho đến 10 phút mỗi ngày, nghĩa là chưa tới 50 phút mỗi tuần, với tốc độ chậm chỉ khoảng 9,5 km/h. Các tác giả đã xem xét 14 nghiên cứu bao gồm hơn 200.000 người để kiểm tra xem chạy bộ có thể ngăn chặn tử vong do bệnh tim, ung thư và các nguyên nhân khác hay không. Họ cũng cố gắng tìm hiểu xem chạy bộ bao lâu để có lợi ích. Nghiên cứu đã theo dõi những người tham gia trong khoảng thời gian từ 5 năm rưỡi cho đến 35 năm. Kết quả đã phát hiện những người chạy bộ, bất kể số lượng bao nhiêu, có nguy cơ tử vong do bệnh tật trong thời gian nghiên cứu thấp hơn 27%. Những người chạy bộ cũng có tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 30% và tỷ lệ tử vong do ung thư thấp hơn 23%. Nghiên cứu này cho thấy rõ ràng chạy bộ giúp kéo dài tuổi thọ, giảm nguy cơ bệnh tật và cải thiện sức khỏe. Theo các chuyên gia, những người mới bắt đầu nên chạy chậm khoảng 10 đến 30 giây rồi đi bộ trong 1 đến 2 phút và lặp lại quá trình cho đến khi cơ thể quen với việc chạy bộ. Nghiên cứu chỉ ra rằng duy trì chạy bộ từ 30 cho đến 40 phút trong 5 ngày mỗi tuần có thể giúp bạn trẻ ra hơn 9 tuổi so với người bình thường. Nghiên cứu của Đại học BYU, Mỹ chỉ ra rằng chạy bộ thường xuyên thật sự có thể giúp con người trẻ trung hơn. Cụ thể, nghiên cứu do giáo sư Larry Tucker từ Đại học BYU chủ trì và được công bố trên tạp san Preventative Medicine đã kết luận rằng chạy bộ từ 30 cho đến 40 phút mỗi ngày và duy trì đều đặn trong 5 ngày mỗi tuần có thể làm chậm sự lão hóa của tế bào lên đến 9 năm. Đối với nghiên cứu này, giáo sư Larry Tucker và các đồng sự đã tiến hành phân tích dữ liệu sức khỏe và dinh dưỡng của 5.823 người trưởng thành sống tại Mỹ. Kết quả cho thấy, so với những người ít vận động, những người chạy bộ tích cực khoảng 30 phút mỗi ngày đối với nữ và 40 phút mỗi ngày đối với nam có tuổi sinh học trẻ hơn đến 9 năm. Giáo sư Tucker cho biết, hoạt động thể chất thường xuyên giúp giảm tỷ lệ tử vong và kéo dài tuổi thọ. Và bây giờ chúng tôi phát hiện ra rằng nó còn có thể làm chậm lão hóa ở cấp độ tế bào.